Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vẻ nha. Ở video này Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Mạnh Long Quá Tây. Mạnh Long Quá Tây trưởng lão của bang hội AC anh em, cho anh em xem nha. Đây anh em ơi. Đây. Hiện tại đang sở hữu mình một set ông bang gia truyền 20. Hồng Mỹ. Hồng Mỹ Ngọc Bội 5. Ok quá đẹp. Nói chung là tầm này thì cái set này thì anh em tí nữa Khải sẽ cho anh em nhẹ nhẹ mấy cái giá cho anh em tìm hiểu cho vui. Và chúng ta tiếp tục đến cây vũ khí. Hiện tại đang sở hữu một cây vũ khí Master top 30, 50, 100, 25 và 200. Rồi, cây vũ khí Master hoàn toàn anh em ơi. Cây vũ khí này là cây vũ khí thời hạn nha anh em. Cây vũ khí này cây vũ khí thời hạn nha mọi người. Cây vũ khí này thời hạn, nếu mà anh em mua theo cái rương mà mở công thành chiến hay công thành chiến á thì nó được 3 ngày. Nếu mà mở rương công thành chiến được 3 ngày anh em, và hai gia hạn một ngày trung bình khoảng 500 xu đến 1 kim. Đó. Thì cái này thì mình không biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà mua thời gian ví dụ như khoảng vài tháng đi thì cái này bèo bèo cũng 3-4 triệu, 4-5 triệu một cây này anh em. Đó. Nếu mà cái này mà thời hạn ép lên khoảng kiểu ép lên khoảng 2 tháng đến 3 tháng đi, cây này khoảng tầm 5 triệu anh em, thời hạn nha anh em. Đó. Khoảng tầm 5 triệu nếu 3 tháng nha. Tài đang có cho mình một cái nón 25, 20, 14. Nón này thì khá đẹp. Nón này thì Khải nghĩ nó thì giá phải ít nhất phải khoảng 3 triệu nè. Khoảng 3 triệu cái nón này. Khoảng 3 triệu cái nón này. 3 triệu, có khi Khải nghĩ 3 triệu là cao rồi em. Tại vì phòng thủ 25 được thêm dòng phòng thông pháp 14. Rất tiếc là làm chậm chỉ có 20 thôi. Bao tay 1940, bao tay này thì ở server cũng khá nhiều, khá rẻ. Bao tay này Khải nghĩ cũng vài trăm nghìn. Bao tay này Khải nghĩ thì cũng tầm vài trăm nghìn. Đai lưng 2330, đai lưng khá là ok. Rất tiếc là thông pháp ít quá, có 6 điểm thôi. Nhưng mà nhìn tầm này là đẹp rồi nè. Tầm này là đẹp rồi. Đai lưng này bèo lắm cũng bèo lắm phải 4 triệu nè. Đai lưng này bèo lắm phải 4-5 triệu. Đôi giày này nhìn thì lấy chủ yếu là lấy dòng thời gian làm chậm phòng thủ 15, rất đáng tiếc là đủ móc 80. Lấy dòng 30 làm chậm phòng thủ thì hơi thấp 15. Đôi giày này chắc khoảng tầm vài trăm nghìn anh em. Ôi, mang làm chậm rất là nhiều anh em ơi. Hiện tại cho mình đó là 40 chón và 120 làm chậm. Anh em cùng xem sơ qua xét đồ nha, làm một lần nữa nè. Áo này thì 40-40 thì Khải thấy nó ở server thì chỉ vài kim thôi nè. Hiện tại bây giờ thì tính ra thì set đồ này cũng khá là đẹp. Hiện tại đang sử dụng một con ngựa thối phiến tay vật. Ôi, con bông tiêu khá là cấp 7 nè em ơi. Bông tiêu này mà nếu mà vĩnh viễn á nè. Con này 500 sinh lực, nếu con này vĩnh viễn thì khoảng hơn 20 triệu nè. Khoảng hơn 20 triệu. Phi phong một cấp. Nói chung là đợi Khải xem coi, con ngựa này khoảng 20 triệu. Xếp đồng bang này thì lúc nãy Khải chưa nói thì xếp đồng bang này thì Khải nghĩ cái giá nó khoảng tầm 15 triệu đổ lại nè. Nếu mà xếp đồng bang thường mát ộp nha thì nó khoảng tầm 10 triệu, 12 triệu. Còn cái này thì có thêm ngọc bội mát nữa nè. Thì Khải nghĩ xếp đồ này thì xếp đồng bang này bèo lắm phải 15 triệu nè. 15 triệu vì đồng đồng nè. Ít nhất phải 15 triệu vì đồng đồng. Đó, ít nhất 15 triệu vì đồng đồng. Rồi con người này 20 là 35. 35 dưới cây vũ khí này cho nếu mạnh gia hạn 3 tháng liên tiếp đi. Thì cây vũ khí này khoảng 5 triệu đi. Thì 15, 20, 20 này 50, 50 triệu rồi. 50 triệu rồi, cái này khoảng 5 triệu, 4 triệu đi. 54, này khoảng 3 triệu, 57. 57 dưới bao tay áo giày. Thì Khải nghĩ set đồ này trên dưới gần 60 triệu nè. 3 món này khoảng 1 triệu nữa là khoảng 58, 59 triệu rồi. Nếu mà anh mua giá đẹp đẹp, anh mua giá cao hơn một tí thì khoảng hơn 60 triệu là hợp lý nè. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Mạnh Long Quá Tây, đường môn của bang, trưởng lão của bang này nè. Trưởng lão của bang nè, một like chia sẻ chơi nha em ơi. Set đồ này, tổng cả hết set đồ này Khải nghĩ gần 60 triệu nè. Gần 60 triệu nè. Đó. Đắt giá nhất vẫn là con ngựa này, xong đến set đồng bang. Xong đến cây vũ khí nè, cây vũ khí này đẹp quá. Mắt ộp hoàn toàn và thời hạn nè. Rồi, nói chung là tổng set đồ này trên dưới 60 triệu nè. Anh em xem đừng quên cho một like, một chia sẻ nha.